cứu hàng chúng mình rồi. Vụ gì nữa? Tao nói lại nó lớn coi. Sao đây? Này con cũng có của ít lòng nhiều, mong chú nhận đi mau sớm hết bệnh. Có nào ôm hung gì không? Có không? Cũng có, ngủ rồi cũng có hung. Đúng rồi. Tôi thương quá trời mà không hiểu tôi thôi, tôi bỏ tôi đi luôn á. Nhiều khi vậy, biết không? Là hứa nào hay không được. Dạ, con hứa với cô, hứa với cô, với chú. Cô nói những điều tế nhị vậy. Giờ con nghĩ coi con được gì đâu. Mà vợ con thương cỡ đó rồi là con miễn bàn cái vụ đó là vợ chung thủy tối đa luôn đó đó vậy đó. Tình cảm vậy là vợ quá trời hạnh phúc rồi. Làm kiếm tiền nó nuôi tôi với bà với nó chồng nó thôi, mưa giông bão thấu gì cũng làm có tối ngày ăn bữa cơm rồi. Có khi không ăn luôn còn thấy khổ quá thấy tội. Dạ đừng có khóc, dạ anh buồn mệt. Cái nhân đức của em trước hết là cái nhân đức, sau nữa là cái tánh cái ý chí kiên cường của em mấy dám nhào vô như vậy. Bức tranh này là do con với lại sư trí ở thiền viện Nguyên Thanh. Cảm động với cái tình yêu rất là to lớn của chị đối với anh Tuyền. Yeah. Đây là một cái câu chuyện như là cổ tích giữa đời thường. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Cần Thơ của ba anh chị. Thì bữa nay là Phong cùng với anh Tâm, chị Ngọc, với bé Khoa đi thăm hoàn cảnh mà cổ tích Cà Mau của ba anh chị. Là bữa nay là tại sao mà anh chị lại có mặt trên đây vậy chị Ngọc? Tại bữa là thằng cháu ở bên Mỹ á, hai chồng thằng cháu ở bên Mỹ có coi kênh của YouTube của Phong Nguyễn á. Dạ. Thấy quay dưới Cà Mau là câu chuyện cổ tích á. Thì nhắc sơ câu chuyện này lại cho cô bác nhiều chị nghe biết được không chị? Thì em này là em nằm một chỗ là mười mấy năm rồi. Thì có cái em này cũng là cái duyên đâu á mà gặp trong bệnh viện á. Nhưng mà em này lớn tuổi hơn thằng chồng là cái người bệnh nó rất là nhiều. Rồi em này là thấy thương quá đi hoàn cảnh rồi mới về. Coi như là cái tình yêu mà phải nói là không thể nào trên cả, tuyệt vời luôn. Yeah. Lớn tuổi hơn mà về chăm chút cho cái em Tiền này là bệnh nằm mười mấy năm rồi. Yeah. Vừa lo cho ba mẹ chồng mà vừa lo cho chồng luôn. Ba mẹ chồng bệnh dữ lắm luôn, chồng cũng bệnh dữ lắm, nằm chỗ mười mấy năm rồi. Dạ. Yeah. Thì em chào chị nha. Yeah. Anh Tâm, chị Ngọc chào khán giả luôn, Tâm chị Ngọc ơi. Dạ. Yeah. Xin chào bà con. Con trai vô đây. Rồi, thôi mình tiến vô trong hai chị ha. Con trai nữa nè. Dạ, đi vô. Đi. Xe nha. Xe, đi con. Nè Khoa, hình như là anh chị đi lên đây khám bệnh đúng không chị? Đúng rồi. Xe xe coi chừng xe, chừng xe. Giờ bệnh ở đâu là đi đó, người ta chỉ đâu là đi đó. Chăm cứu bấm huyệt ở trên đây. Đây con trai đi sắp rồi. Cà Mau rồi cái mấy chú thấy trên đây người ta làm có phát triển quá. Ở đây là do là bệnh nằm một chỗ nhiều năm á nên là ai chỉ đâu là đi đó cô chú anh chị. Là một người phụ nữ phải nói là trên cả tuyệt vời. Chị á, là có sức khỏe nè, nhưng mà trong khi đó là một cái người chồng lớn hơn là chị, lớn hơn là chị có ít tuổi thôi, nhưng mà chị vừa lo cho chồng vừa cho lo cho ba mẹ già của chồng nữa, là cắt hàng ngày từng bó rau muống
để kiếm từng đồng tiền của anh chị. À, tới chỗ rồi. Dạ, em chào chị. Chào cô. Dạ. Chào cô. Dạ, dạ. Anh đây tính ra cũng nhiều vườn ha anh ha. Ừ. Đây mình đây là chỗ chăm từ thiện luôn hả? Dạ, chăm từ thiện luôn á. Ừ. Bắt đèn lên đi chứ. Rồi đi, vô đi anh. Vô, vô. Dạ, đi vô lúc này có bên đây thì có cái chú dạ. Ở đây rồi, con ở ngoài sau này. Ờ. Ờ. Ờ, khỏe con. Dạ, con ở đây nè. Mừng quá trời kìa, cô chú anh Thông mới lại kìa. Mừng quá trời. Chào anh. Trời ơi, nói lập bập là chắc quên tên rồi. Nè, anh Thông nhớ chứ, tại mình. Này con trai cô nè. Lo phân tay chào chú con. Con trai nè. Ờ, con để lên đây đi, để tả lên đây đi con. Hình như anh Vàng phải không? Tiền. Anh Tiền. Tiền. Anh Tiền. Người ta cho con ở đời, nằm ở đời đây nè, rồi bên dạ, cho người ta làm cái này để cho anh quên. Dạ, chào chú. Dạ, dạ, chào chú. Cái chú này cũng là đi lại nuôi bệnh nữa đó. Anh Tiền nè, khỏe không? Dạ, cũng cũng đỡ này. Dạ. Anh lên đây chăm cứu à, sao? Em lên đây chăm cứu. Ôi trời ơi, mình nằm trên bờ cũng có cái phao nữa ngộ chứ. Nằm bờ cũng có phao. Nằm trên bờ cũng có cái phao nữa. Vậy cho nó đang đỡ nó, đau đít, đau đít. Chị lên đây rồi hai bác ở dưới ai lo? Dạ, cha mẹ cũng nhờ mấy cậu rồi gần gần đó mấy có gì cái kêu mấy chú ấy cha mẹ đi lấy thuốc ở bệnh viện uống hàng tháng hả? Dạ. Rồi, sức khỏe bữa nay của ảnh là sao rồi chị? Lên đây mấy bữa cũng ảnh cũng ngủ được, ăn ăn đồ thấy cũng đỡ. Dạ, chị đỡ mỏi. Chị tên gì, bao nhiêu tuổi, nhắc lời giúp em. Em tên Phượng, em năm nay 41 tuổi. Ừ, chị Phượng nuôi anh Tiền. Dạ. Chị 41, còn anh Tiền là bao nhiêu chị? Anh Tiền 37. 37. Dạ. Rồi dính à. Nãy giờ chặt thuốc má. Chặt thuốc đi, hả? Dạ, mới chặt thuốc vô rồi chặt tiếp mấy chú. Nãy giờ đi chặt phơi bánh á. Rồi nãy cái chân anh ốm dữ rồi chị Phượng. Dạ. Đó, đi có đi đâu được đâu rồi nhờ mấy chú mấy ấy rồi đây nè, chỉ lên đây mấy chú mấy đồ xong đèn hơ rồi chăm cứu đồ cũng mấy em gà cũng đỡ đỡ ăn uống đấy. Được không? Dạ cũng đỡ chứ à. Từ lúc mà anh chị lên đây thì chữa bệnh thấy nó kết quả làm sao chị? Cũng thấy cũng có đỡ, thấy trong mình ảnh cũng khỏe, cũng mới lên thôi cũng dạ. Cũng mới lại đây đâu cũng mình mấy chú rồi kêu gán cố lên ở lâu dài đó. Có tốn kém gì nhiều không chị Phương? Cũng mình ăn xài đồ đến ở đây thì người ta miễn phí hết. À miễn dạ. Phí chỉ kêu tốn tiền ăn thôi. Dạ. Người ta miễn phí là cho mình ấy rồi cũng như mình có gì cái mình giúp vô được cái gì mình giúp vô vậy đó. Yeah. Có tiền mình có chứ mấy chú thì không có đòi không có gì hết. Mấy chú ở đây vậy đó. Mấy ông sáng mấy ông lại làm rồi bắt đầu trưa mấy ông về. Dạ con, dạ con phụ này kia vậy con dẹp dọn vòng vòng vậy đó. Lúc nào anh làm bệnh cho anh thì con ở đây làm tiếp với mấy chú rồi xong rồi đi ra. Mới. Bên này anh Tiền cũng nói chuyện được nhiều nè, bữa ít nói à. Đó. Không cha thấy chưa? Thấy chú nè. Chú nằm một chỗ, chú về mà còn nói quá trời luôn. Vậy mà có ít nói. À, xin lỗi, lại ngồi với chú. Ừ, thấy mà. Rồi ngồi xuống cho sưởi ấm mà, chú ha. Ít nói nè. Hử? Mạnh dạn lên thấy chú Tiền nè. Út là cô. Ừ. Rồi bây giờ con nói gì cho chú Tiền chú khỏe đi. Nắm tay chú đi con. Nắm tay chú động viên chú đi con. Chúc chú mau hết bệnh. À, giờ chú cảm ơn con nha, con muốn gán quá học giỏi nha. Rồi sao nữa con? Năm giờ con cũng có của ít lòng nhiều, con mong chú nhận để mau sống. Cảm ơn qua nó ha, trời ơi. Thì vậy con. Ơi, cảm ơn. Thế thăm chú rồi chú mừng rồi. Vụ gì nữa? Đâu, nó lại nó lớn coi. Sao đây? Này con cũng có của ít lòng nhiều, mong chú nhận để mau sống hết bệnh. Rồi con ơi. Cái này nó làm gì vậy chị? Rồi cảm ơn con nhiều, cảm ơn con nhiều. Tiền đâu nhỏ mà có tiền đâu. Tiền đâu? Bác Tâm với Ngọc cho con để dành con nhịn sáng. Trời ơi, cảm ơn con nhiều. Trời ơi.
Ờ con trai biết quan tâm đó, ờ giấu rồi đó. Bữa nay làm hết hồn luôn á. Làm gì mà qua rồi nó. Làm gì em thấy em nhột quá chị. Còn nhỏ quá. Ồ, bữa nay là phát triển là dữ dằn đó nha. Càng phát huy nha con. Tiền cho con chút xíu mà để dành á, bớt ăn sáng để dành. Nhưng đi thăm. Cho nhiều mà nó để thì lần 100-200 thôi chứ đâu có nhiều mà để dành đó. Ừ. Sao con không ăn hả? Không. Không ăn luôn. Thiệt hả? Quá. Điều này lắp phải bù rồi chứ. Không ăn nhịn ăn này để dành tiền gửi quà cho chú nữa kìa. Nói gì thì chú. Chú cảm ơn con nhiều nha. Rồi đứng luôn. Tại con nhỏ cho nên không có. Không vậy là dữ rồi đó. Vậy là quý lắm rồi. Dạ chào chú. Này mấy chú bệnh tật. À mấy chú bệnh á. Cũng lợi chăm cứu ha mà. Rồi, cảm ơn con trai nha. Ừ, cảm ơn con. Ơi, quý quá. Quý quá rồi. Rồi xong vào con ngân quỷ. Trời ơi. Tội nghiệp ha. Tội nghiệp không mới bé chút xíu à. Qua được thời gian này đi được thấy bữa giờ từ cái lúc mà em đi xuống thăm anh rồi có cô bác nào hỗ trợ trực tiếp anh không? Cũng có được 1-2 người, 2-3 người đó anh này. Dạ dạ. Là cũng có hôm bữa hình như có cái chú nào là giúp anh cũng có số tiền cũng đã đỡ không? Dạ dạ. Dạ. Bên Mỹ. Dạ dạ. Dạ. Cái chú đó là bên Mỹ ha. Dạ, ông chứ là ông đó bên Mỹ ông. Ông kêu cũng như là ông dặn làm con nuôi vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi tới giờ không có liên lạc với chú nữa, không có nói chuyện với chú nữa. Dạ đâu dạ. Thôi kệ, có giúp đỡ mình cũng mừng dạ. Ha chị ha. Dạ. Ừ, bên tùy duyên đi chứ duyên làm sao. Duyên nó tới thì mình nhận, còn phải hết duyên đi thì mình chịu. Dạ. Bữa nay chị thấy anh Tâm chị Ngọc á với bé Pha xuống rồi chị thấy sao? Lấy ghế ngồi cho mấy dạ, cảm ơn. Dạ. Không kìa, con cũng chưa có cho vợ hai sáng con mới nói vợ. Ủa vụ gì nữa chị anh? Không có cho ông cho hai không, con không xuống hai cô chú xuống là không có cho biết là cái thông tin là anh Tâm chị Ngọc với em xuống với bé Pha phải không? Dạ, mới cho vậy. Mới đi làm được cái chịu không? Cô xuống anh thôi thôi để chừng nào xuống ha cho hay để em chồng á. Sợ. Dạ. Chồng. Anh nói rồi nay mình thấy mình mừng á mình cho anh thôi thôi kệ để cho rồi chừng nào cô điện xuống cái hả cho hay. Bấm nguyệt với mấy chú chạy điện này thấy nó cũng khỏe mà cũng còn đau không con? Ừ. Con bị cái thằng ứa nước. Nhưng mà nay bác này là ở đây là coi như là chỗ làm từ thiện mình dạ. Miễn phí hết 100% hả con? Con. Dạ, dạ con rồi mình chỉ tốn tiền mà mua ăn đồ ăn uống. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là mình phải từ túc rồi, người ta chăm vậy là quý như lắm rồi. Chăm cứu chỗ ở rồi điện nước đồ mấy chú ở đây là thương mấy chú không có lấy tiền. Dạ. Rồi hôm nay là vậy nè, cô với chú với lại anh Phong mới xuống dạ. Là cũng có cái duyên của coi như là cháu của cô chú á dạ. Là vợ chồng của anh Đăng với chị Dân là ở bên Mỹ á dạ. có coi cái YouTube của Phong Nguyễn nè dạ. Là coi chuyện hổm là xuống ghi hình hai chồng con đó là thấy cũng thương quá trời với anh Đăng với lại anh Đăng với lại để ấy cho thằng Đăng nó nghe biết không anh Đăng với lại chị Dân mới nói vậy nè là cái quê nội của anh Đăng là ở Cà Mau dạ. Còn cái quê ngoại là ở Cần Thơ này thì khi nào á là Út với lại anh Phong á là cái này là liên hệ cho anh Phong rồi liên hệ cho cô nữa là dạ. Nói là khi nào á nếu mà anh Phong với lại Út có đi Cà Mau với Cần Thơ á là cái anh đó muốn hỗ trợ cho bà con là tại vì gốc gác của anh đó là bên nội là ở Cà Mau còn bên ngoại là ở Cần Thơ dạ. Nên bà con nào mà ở Cần Thơ với Cà Mau có khổ á thì nhờ Phong Nguyễn liên hệ giùm để anh đó có hỗ trợ được gì anh đó hỗ trợ dạ. Thì hôm nay sẵn dịp vậy đó với bà con cũng có trao cái tình yêu thương cho anh Phong dạ. Nên sẵn dịp vậy thì cô với chú mới nói với anh Phong là hôm nào đi là cô chú chở đi luôn. Đó là nhờ kênh anh Phong, coi trên kênh anh Phong đó con dạ, nha. Dạ. Nói cho con vui. Dạ con cảm ơn. Rồi. Rồi để tí đi chừng nào trao quà đi rồi cái là
cô điện thoại cho con nói chuyện với cái anh đó bên Mỹ tí xíu. Dạ, nha. Dạ cô ấy điện con cảm ơn. Rồi. Dạ. Anh Tâm muốn nói với anh Tâm, thấy anh thấy nhìn thấy cô anh Tiền. Thấy nhà chăm chú là nói ít câu và động viên được. Lúc đi đây thôi giờ ra tới đây rồi thôi. Rất rất cảm ơn. Ráng cố gắng lên nha. Dạ. Dạ thì thầy dặn sao đó mình làm y vậy. Dạ, con cảm ơn chú. Chung là ở đây thấy cái tiên tĩnh mát mẻ lắm chú ơi. Mát mẻ là dạ. Tốt cho sức khỏe. Mấy cô mấy chú ở đây thương lắm. Dạ. Dạ. Làm nhiệt tình cho con rồi. Bấm nguyện chăm cứu rồi làm dữ lắm luôn. Nói sáng mặt tươi là biết rồi đó. Nói chuyện lớn tiếng đó chị. Nói sáng mặt tươi rói là biết rồi đó. Rồi có một người vợ thương mình vậy nữa thôi quá đà. Quá đó, ngon rồi. Vợ vô đây hỏi thăm chút xíu coi. Hỏi làm những chuyện tế nhị xíu thôi. Đúng rồi chị. Vậy bây giờ vậy. Đây hỏi coi. Mình bệnh tật gì là ăn gì đây mà. Rồi sao? Sao mà giờ là coi như là đã nói trên cả tuyệt vời rồi nhưng mà muốn nhắc lại coi sao lý do nào mà thương yêu dữ vậy ta? Yêu dữ vậy hả? Những cái tình cái nghĩa của sáng sao đi chị, cái tình người sao mà yêu dữ vậy nhở, cái tình người tại vì mình nghĩ thấy cha mẹ già cả quá rồi ảnh gì nè thấy đứt thấy thương đứt ruột đi và con thấy cầm lòng không đậu luôn á. Ra cố gắng đeo lo cho ảnh, ăn cho ảnh mình phục lại cho cha mẹ rồi đỡ phần nào muốn mong muốn vậy đó. Đi đây với hổm gà ông bà, hai ông bà lão với cũng bệnh suốt luôn. Dạ. À, mẹ đi bệnh viện vừa về rồi cái chú này mấy chú kêu xong rồi thôi lên con lên liền đi rồi bắt đầu tất hành đi lên luôn. Rồi cha rồi. Mới xuất viện về 4 bữa à đi. Vợ thương quá trời là có đáp đền gì được không? Dạ con trên cái tinh thần nữa coi. Dạ. Tinh thần. Thì vậy là quý rồi. Dạ. Rồi sao? Có chiều vợ không? Là có ăn hiếp gì không? Nói nghe thử coi. Dạ không, con nghe. Tại con ăn còn mắc đút nữa tại sao ăn hiếp được cô? Dạ. Thì ăn hiếp qua cái tinh thần, qua cái lời nói có dạ, không? Dạ không có đâu cô ơi. Hứa là phải thương vợ nha. Dạ, con hứa. Quá trời nhất luôn á. Dạ. Không có ai mà bằng hết trơn á. Dạ. Tìm đâu ra, cả thế giới này có một luôn á. Dạ. Là hứa rồi hay không được dạ, con hứa với rồi, hứa với cô với chú. Nói chung đi nhầm khi con đi ở nhà đó con đi hái rau hái đồ cũng ăn ủi rồi dữ lắm cô cũng nói ngay con cũng có tinh thần là ăn ủi nói hỏi thiệt là nha nói thiệt nha dạ. Ăn ủi có khi nào ôm hung gì không có không cũng có ngủ rồi cũng có hung đúng cũng rồi ấy rồi nói là em cực khổ quá rồi tội nghiệp cũng năng mẹ nói này nói nọ rồi dữ lắm á cô thì nay mình lắm. Cũng còn cử động là ôm rồi vuốt ve vợ bằng cái cử chỉ như vậy là vợ cũng bao nhiêu cực khổ cũng tan biến ha con ha ráng đi thì mình thí dụ mình được duyên được cái tinh thần thì con người mình sống thì cái xác thịt thì quá bình thường đi một cái tinh thần nhưng mà có người vợ vậy là trên cả tuyệt vời nên mày đang số tiền có cho được tụi con mới đi được chứ không thôi cũng đâu có đi đi mà về nè hỏi nha cho tiền vợ vợ có mệt không dạ ôm hôn vợ cái là con đi mà cách bữa hoặc hai bữa con cho đi lần chứ đi nhiều quá con cũng không có cho đi lúc đó số tiền anh kêu thôi em ơi thì cũng như ở nhà mình đi đi cách bữa đi đừng có đi suốt như mỗi lần nữa cho thời gian cho lo cho mẹ với ảnh không mà cô nói vậy nè thí dụ á tại vì cái hoàn cảnh mình là hơi khó khăn nhiều hơn mọi người một mình là lo tới ba người thì giờ em coi cái thời gian đó là em liệu em đi còn con nằm một chỗ là con không được không nên cấm cản vợ thí vợ liệu lo thấy cực khổ quá thấy thì biết rồi thương vậy là xót nhưng mà điều con cái sắp xếp cái cuộc sống mà chứ giờ con xót con bắt nó ở nhà hoài rồi cái cuộc sống làm sao thấy bạn xuống rồi con thấy con xót con chịu nổi không bây giờ á là bây giờ cô nói vậy nè con thì động viên tinh thần đi thí dụ vợ đi về vợ hôm nay làm con mệt hơn ôm hung vô một cái là tình cảm rồi là vợ tan biến bao nhiêu mệt mỏi hết trơn rồi mình lúc nào cái cũng cái nụ cười mình trên môi như nãy giờ đó chứ đừng có mặt lớn mặt nhỏ với vợ còn cái thời gian á là để tự vợ con biết quán xuyến tự vợ biết sắp xếp chứ con đừng có cái gò bó với vợ giấc nhiều khi
cái kinh tế, cái cuộc sống, cái này kia là vợ lo hết rồi. Dạ, dạ. Thì con thương con nói vậy là cô rất là trân trọng. Dạ, dạ. Nhưng mà cô khuyên con là nên cái thời gian là để từ vợ sắp xếp. Dạ. Con cũng nói, con đúng cũng rồi. Em biết, cũng như cái sức khỏe em mừng được thì ấy. Còn tự làm mệt thì em nghỉ chứ không có sao đâu. Con cũng có nói gì đó cô. Có khi cũng gán, cô gán quá rồi có khi sao bệnh quản. Nhưng mà ngày nào chị cũng khuyên em, thí dụ á. Ví dụ lúc nào nó khỏe hoặc là ông bà khỏe thì em cứ đi thoải mái. Thì đúng rồi. Còn đó. Khi nào không khỏe thì ở nhà với chồng với con lo bà già. Lúc nào cha mẹ bệnh thì con đâu có đi được lâu như vậy đâu, con đi một buổi. Còn cô nói vậy nè. Ở đây là không phải là cô chú thương con không. Dạ dạ. Mà coi như là cả thế giới thương. Thì thí dụ ai có điện thoại cho vợ con mình thì mình cứ thoải mái, tại vì là người ta quan tâm, người ta chăm sóc thôi chứ người ta không có ý nghĩ gì đâu. Dạ dạ. Nhưng mà cô nói đây là những cái điều tế nhị đó, cô có nói ra là con cũng hiểu rồi. Con hiểu rồi. Chứ người ta điện thoại thí dụ á, cái giờ giấc đi làm thì mình không nghe. Dạ. Rồi thì nhiều ở bệnh viện thì mình cũng không nghe được. Nhưng mà ngoài những cái giờ đó là mình cứ nghe, tại vì người ta trao tặng tình thương cho mình. Dạ. Mà mình từ chối cái điện thoại đó tức là mình từ chối cái cơ hội người ta cho mình. Dạ, dạ. Đó, cái tình thương người ta cho mình. Chứ con đừng có suy nghĩ gì. Dạ, dạ, bây giờ không phải thì cô nói những điều thế như vậy. Giờ con nghĩ coi con đừng gì đâu. Mà vợ con thương cỡ đó rồi. Dạ, dạ. Là con miễn bàn cái vụ đó là vợ chung thủy tối đa luôn, không có vấn đề gì. Dạ, dạ, dạ. Mà phải lo lắm. Dạ, dạ. Ví dụ vậy nha. Dạ, dạ, dạ. Chứ đừng nói sao ai điện thoại em hoài này kia. Là con dạ, đừng có vậy. Dạ. Con đừng có nên như vậy là con làm như vậy là thiệt thòi cho cả vợ con là con nữa đó. Người ta trao tặng tình thương chứ ta không có làm gì mình đâu. Dạ, dạ, dạ. Người ta cũng điện, cũng đúng như rồi. Con đi bán buôn đó người ta điện giao thiệt. Đúng con, rồi, đúng rồi. Con bẻ này người ta biết con chứ, người ta thương á. Chứ con đừng có suy nghĩ về là thương hết hai vợ chồng đó. Nè cái chính nè ha, là thương con. Con là nhất nè. Dạ, thương dạ. Con nhất là dạ. Mấy thí dụ con vậy thì mấy trao tặng cái tình thương để vợ con lo cho con. Dạ, dạ. Chứ người ta không có suy nghĩ về đáng người đừng bà như vậy rồi mà cũng tự như con vậy con người ta giúp con là người ta cần đúng rồi đúng rồi người ta thiếu gì chỗ mua người ta cũng nói vậy đó người ta thiếu chỗ mua nhưng mà người ta giúp cho con là cho con có cái số tiền nữa vậy đó người ta giúp không phải con ý cô nói cô giải thích vậy là để tiền nó yên tâm cô nói gì chứ nhiều khi người đàn ông điện tới rồi nó nằm chỗ nhiều khi nó tự ti cái nói chắc là nhiều khi mình nói những điều tế nhị này kia cái nọ nhưng mà không có đâu con yên tâm thằng đó nghe không cái đó là con... như lại con nói vậy nè người ta trân trọng con thì con cứ để trân trọng đi chứ con đừng có ý nghĩ mà suy nghĩ vợ mình này kia cái nọ là giống như là tổn thương cái tâm hồn của vợ con là từ đó là vợ con sẽ chán nản bây giờ con cứ để vợ con thoải mái tại vì cái này là cái duyên tự vợ con tự nguyện tới mà đúng không nó ngay đi tự nguyện tới thì mình cứ để nó tự nhiên mình đừng gò bó em ơi xem đi đâu đi hoài là cũng không nên nói điều đó không nên nói con đi là cũng có giàu có giấc không phải không phải mình nói thí dụ vậy để chị phân tích cho tiền nó hiểu nhiều khi á nó như vậy thì đôi lúc á nó cũng có lúc cái đúng nó rồi, tự ti nhưng mà con không nên tự ti cô nói thiệt cái tâm hồn con là thiệt quý hơn những người mà người ta đi đứng bình thường nữa cô nói thiệt tại vì cô tiếp xúc với con là cô thấy cô biết nó nếu ngày đi mấy chú này ở đây cũng nói nữa mấy chú nào cũng khuyên là con nếu như mà con quan tâm gò bó nó quá là cái đó là con thiệt thòi đó tại vì không có ai người con như vậy người ta tự nguyện ta tới với con là con biết cái tình cảm là không thể nào mà diễn tả được bằng cái lời nói cô nói vậy đó nên cô cứ con cứ để nó tự nhiên tự do mà mình được hạnh phúc mình được chăm lo chứ con nhiều khi cái giờ giấc mình nói nhiều khi á mình nói đàn bà tại vì chị cũng hiểu tâm lý mình thương quá trời mà nhiều khi hiểu lầm mình cái nói này kia mình bực đúng rồi mình bực mình bực xong rồi tôi thương quá trời mà không hiểu tôi thôi tôi bỏ tôi đi luôn á nhiều khi vậy biết không nhưng mà giờ chị cô nói với con vậy nè hồi xưa tới giờ thì bây giờ mình đã tự nguyện mình tới thì mình cuộc sống như vậy thì không ai bằng đâu nói về không phải nói ở đây là vấn đề tiền bạc nhưng mà nói giá trị con người á là nói thì không ai sánh bằng em đó nên con phải trân trọng cái giá trị của vợ nha đừng có làm như vợ buồn nha con gắng nha cố gắng lên nhầm khi nằm bức ức con cũng biết con cũng thông cảm đó nghe con cũng nhầm khi cái con cũng tự con ăn ủi lên con tự con suy nghĩ ảnh là nằm chỗ thì phải có cái tánh đó thì con tự suy nghĩ lên con rồi con
Bây giờ mình lớn hết rồi, mình không nói, không phải là mình nói rõ luôn vậy nè. Nếu con vợ con mà nó dục vọng như người ta, nó không lấy con. Đó, mình cứ nghĩ vậy đi. Vợ mình đâu có ham muốn về thể xác, đâu có ham muốn về vấn đề gì đâu, là cái tâm hồn, nó cái tinh thần thì mình nên cứ thoải mái cho vợ thoải mái. Chứ mà nếu mà nó ham muốn về xác thịt, nó đâu có lấy con làm gì, được gì đâu mà lấy. Đó, nên mình cứ để vợ mình tự do đi. Chứ mình đừng có gò bó, em nay em đi đâu lâu về quá vậy. Nghe nhiều khi cái mình nghi kỵ, cái mình cũng bị tổn thương nữa. Nha con, nha. Cô thương cô mới nhắc nhở vậy chứ không phải chuyện gia đình con mà. Dạ, dạ, con biết. Đó, thấy con là người hiểu biết nên cô mới nói cặn kẽ vậy. Nên đừng có để làm cho con vợ thương mình quá, mình đừng để làm cho vợ nó buồn lòng. Rồi nhiều khi lần một, lần hai không nói cứ hoài vậy, âm ỉ rồi nó cũng đâu có phải tâm sự với ai được. Thằng chồng vậy mà còn, thí dụ cô nói đi, tế nhị đi, ghen tuông, đã tôi đâu có cần xác thịt đâu mà em ghen tuông làm gì rồi bực bội. Nhiều khi nó cũng có cái bức xúc, thấy không? Nha con nha, thương lắm, nha. Ráng mà những điều đó thì mình lên cứ thoải mái. Cái gì của mình là của mình, con thấy không? Của trời rơi xuống ngọc nè. Của trời rơi xuống tự nhiên đâu rồi đi lo cho mình. Đó, nha. Cố gắng lên nha hai đứa. Dạ. Hay quá chị. Làm sao vậy anh? Anh thấy chị nói vậy là thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vậy bữa giờ anh chị cũng bình thường vui vẻ đúng không? Dạ đúng, bình thường vui vẻ nhưng cái gì? Thế mà từ đó là biết rồi. Vui vẻ. Là nói không tin ôm hôn cái nè. Ừ, hôn cái đi mới tin chứ. Hôn cái đi, tình cảm nè. Chồng ôm hôn vợ cái đi. Câu tay coi. Nó vậy đó, tình cảm vậy là mừng rồi. Vậy là quá trời hạnh phúc rồi. Bởi vậy cô bác với chị Ngọc là thương anh mới nói vậy đó. Dạ, em cũng biết. Dạ. Cô chú cũng muốn tốt cho em và vợ em thôi. Chứ giờ anh thấy nè, trước mắt nè, thì chị Phượng mặc dù có lớn hơn anh ít tuổi thôi, nhưng mà anh cái khả năng của anh và cái mặt mà vợ chồng á, bên cạnh đó sức khỏe của anh nó nằm một chỗ, thì một cái người phụ nữ mà có sức khỏe mà bỏ hết, giống gần như là bỏ tất cả mà để về đây mà giúp cho anh, lo cho anh, săn sóc cho anh, gần như là lo tất cả gia đình anh luôn, ba mẹ anh luôn, thì cái đó là một cái điều rất là trân quý. Mình phải tôn trọng, giống như là trong cuộc sống nó khó khăn, đồng ý là ở chỗ đó, nhưng mà chỉ là muốn đi kiếm tiền để lo cuộc sống đâu nữa, đúng không anh Tiền? Dạ đúng anh. Chứ là ở nhà, nhầm khi ở nhà không thì hai người hạnh phúc mà ngó qua ngó lại, hai ánh mắt nhìn nhau như vậy là cũng không ra tiền thì cũng thất bại. Dạ. Nên là những cái lời của chị Ngọc là những cái lời rất là quý giá. Dạ. Nói chung lục đục ở nhà là lục đục cái bẻ ga với gác tối ngày à. Dạ. Tối ngày đi bơi xuồng đi vậy đó, bơi đi, nhầm khi cái ở trên bờ thì đi bộ, ở gần gần đó cái đi bộ. Dạ. Bữa giờ giao đầu chị đi ngắt rồi đỡ không? Cũng đỡ, kiếm cũng chút đỉnh được. Trong chương trình em đăng lên nó có cô bác gần gần đó biết không chị? Biết, có. Mấy người ở vòng vòng đó, ở Kinh Quế, Kinh Giữa rồi đó, Cà Mau đó, cũng có theo dõi. Thế là nó thấy quay, thấy mấy người đó quay, thấy tội nghiệp quá trời. Thấy ông bà rồi với hai đứa mày làm thấy tao cầm nước mắt không được luôn. Dạ. Thì có khi nào anh Tiền suy nghĩ một cái điều gì đó hoặc là lo sợ một điều gì đó không? Dạ không anh này, em nghĩ nó bình thường lắm. Thế nhầm khi là không phải em nói một cái vấn đề gì hết, nhưng mà nhầm khi á, những cái trường hợp giống như anh hoặc là như thế nào đó, người ta sợ một điều là giống như là chị Phượng hoặc là một ngày nào đó không còn bên cạnh mình. Thì cái đó là một cái nỗi buồn rất là lớn, nhưng mà hình như là hai anh chị là đặt hết niềm tin cho nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tin tưởng nhau quá trời vậy. Còn gì, điều gì nữa đâu mà. Dạ đúng rồi. Ai cũng lớn tuổi rồi. Thôi thấy anh nói chuyện với mà trò chuyện thoải mái như vậy em cũng rất là mừng. Thì thôi để tiếp tục thì để anh Tâm chị Ngọc ha, có một cái phần quà từ phía những người cháu thân yêu của anh chị gửi đến anh ha. Dạ. Rồi chị ha. Anh Tâm đi. Thì
thằng vợ chồng của Đăng dạ. với lại dân là bên Mỹ á dạ, dạ. câu kênh của Phong Nguyễn đó dạ. thì cũng có điện thoại với Phong Nguyễn là gửi cho con là 200 đô dạ. 200 đô Mỹ dạ. thì Phong mới nói là thôi để đại diện anh Tâm anh đại diện anh trao chứ là gửi về cho Phong là kêu là nhiêu Phong tiền à, hôm nay là còn 100 đô là 2 triệu 3, 20 4 triệu 6, 4 chục 4 triệu 600, 4 chục thôi cô chú cũng đại diện cho cháu Đăng cháu của cô chú dạ, dạ, dạ chồng Đăng với bé Văn bên Mỹ á dạ. Có gửi cho con 200 đô dạ. đổ ra đây là 4 triệu 6 40 thôi chú đưa luôn là 6 50 dạ. Rồi con cảm ơn chú dạ, với cảm ơn anh Đăng và chị Văn nhiều để điện nói chuyện để điện nói chuyện về câu rồi mất tiêu rồi rồi em trao trước đi chứ. Dạ. Còn xin phép anh ha. Anh chồng giúp em có ít quà. Lâu lắm rồi. Dạ, không sao đâu. Mở đèn lên, mở đèn lên. À, cho anh. À. Nè, Đăng ơi, Đăng ơi. Đây nè con, Út với Phong Nguyễn trao tiền con rồi nè. Dạ, chào anh. Chào Phong, chào. Gia đình anh chị nghe nói anh giúp đỡ mừng lắm anh Đăng ơi. Đứng đây đi đặng quay hình. À dạ không có chi nhỏ. Dạ. Ông chị Út Đăng hết toàn Đăng lên dạ. Rồi đưa dạ dạ. Cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh nhiều lắm anh Đăng ơi. Dạ anh. Dạ. Mà được. Dạ em cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh với chị nhiều để giúp đỡ em. Để lộ cho nó thấy hết hình của. Thì được coi trên clip đó. À. Dạ dạ. Rồi hai chồng em xin cảm ơn anh chị nhiều lắm. Không cần. Dạ em tên Phượng dạ. Anh. Rồi chồng em tên gì? Dạ chồng em tên Tiền. Tiền dạ, hả? Dạ, dạ. Ok, tiền. Dạ, quê. Dạ, quê em ở Cà Mau á anh. Đây, gì? Quê, dạ, em lên đây em trị bệnh cho này nè. Ờ, Đăng, bữa hổm con nói là quê nội con ở Cà Mau đó. Rồi con có nói với Phong Nguyễn với Út là nếu mà có ai đi về quê hương xứ sở bên nội với bên ngoại là Cần Thơ thì nói con muốn hỗ trợ bà con ở cội nguồn quê nội của con đó. Dạ. Nên nay Út đi xuống hoàn cảnh của anh của em Tiền với lại bé Phượng nè, rồi trao tiền của con 200 đô gửi cho Phong Nguyễn đó. Rồi nay xuống trao. Ừ. Rồi tiền nó cũng có muốn vài lời để cảm ơn con nè. Nè, tiền nói đi con. Dạ. Em mừng lắm anh ơi. Dạ. Em với vợ em cũng cảm ơn anh đã gửi tiền về 200 đô gửi cho xuống ra mà giúp đỡ em cũng cảm ơn anh với chị nhiều lắm. Giờ em cũng chúc anh với chị thật là nhiều sức khỏe. Nghe rõ không con? Ok anh cảm ơn. Dạ nghe, cảm ơn hai em. Thôi anh cũng lấy cờ tốt này là hai chúc cho hai vợ chồng dáng thương nhau lo cho nhau thì những chuyện này nó qua kể mấy hôm qua cho nó qua đi bây giờ số phận mình vậy rồi đừng có nghĩ chuyện quá khứ hiện tại suy nghĩ trước mặt mình đi chứ đừng nhìn qua sau lưng hoài chuyện gì nó qua cho nó qua đi bây giờ hai vợ chồng cũng hiểu nhau và lo cho nhau đi thì mạnh thường quân sẽ theo một cảnh sẽ cho sẽ giúp đỡ rồi mạnh thường quân sẽ giúp đỡ hai vợ chồng em nữa dạ dạ
Rồi cho bà con chiêm ngưỡng gương mặt phúc hậu của tấm lòng vàng tí nha. Dạ. Dạ, khỏe anh, cảm ơn anh. Rồi có gì dặn dò em tiền nữa không nè? Dạ thì thôi cũng chúc hai vợ chồng giữ gìn sức khỏe thì chúc lo cho chồng đi ha. Dạ, dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi vậy con Đăng cảm ơn con nhiều nha Đăng. Dạ có nghe là gì con chúc ông nghe đâu rồi đi chừng. Rồi, ok nào. Thấy mặt đâu? Đó, đưa vô cho. Quay lên rồi. Quay lên rồi. Dạ, cho bà con chiêm ngưỡng tấm lòng vàng. Rồi, cảm ơn nhiều con Đăng ơi. Rồi, thôi thì Hùng Nguyễn cũng cảm ơn anh Đăng với chị Vân rất là nhiều. Thì để tiếp tục thì có Mạnh Thường Quân kênh Vũ Phong có gửi cho anh. Là anh Hồ Văn Bình gửi anh 200. Ông bà Út giữ gà ở Dĩ An là 500. Chỉ cô Cao thì bé là 2.500.000, tổng số tiền là 3.2 ha. 1 2 3 triệu 2. Hãy cảm ơn anh ha. Xong giờ công việc. Em cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh với cô chú đã gửi tiền giúp đỡ. Ủa giờ cô bác gửi cũng lâu lắm rồi mà tại cái quãng đường nó xa. Dạ. À, thì cô bác ai cũng thương anh hết. Dạ. Thì nghe cô bác là cũng có gửi trực tiếp anh vậy đó em cũng rất là mừng. Dạ. Vì cái việc mà giống như là em đi với anh Tâm Thị Ngọc xuống Cà Mau á. Dạ. Thì cũng muốn là chia sẻ những hoàn cảnh rồi những cô bác á là gửi trực tiếp với anh. Dạ. Với chị Phượng ở đây sẽ tiện hơn. Nhưng mà cũng có giống như những cô bác ở đây và anh Đăng với chị Vân á là muốn trao trực tiếp. Nên là anh Tâm Thị Ngọc với em với bé Pha mới xuống ngày hôm nay ở đây á. Dạ. Là trong cái chuyến đi mà anh sức khỏe cũng đang cũng hơi mệt nên là đi phải đi là châm thuốc với gì anh bấm nguyệt rồi đó chị điện nè. Thì em cầu mong cho anh ở đây anh Tiền thì có sức khỏe ha. Dạ. Thì trong cuộc sống mà anh thật sự là phải nói là anh là một người đàn ông rất là đáng thương nhưng mà thật sự là khi mà có một cái người vợ mà tự nhiên mà giống như là ở trên trời rớt xuống mà ban tặng cho anh là điều đó là rất là hạnh phúc rồi. Dạ, dạ. Đáng thương nhưng mà may mắn là có cái đó nó bù đắp lại. Dạ. Nên là em mong rằng anh lúc nào cũng trân quý cái tình cảm đó ha. Dạ dạ. Ừ. Anh ha. Ôi, em ấy, con người có tình yêu thấy khác thêm cái mặt tôi rối à. Cảm ơn anh với cô chú với Mạnh Hồng Quân đã giúp đỡ số tiền anh mới trao đó. Yeah. Rất là nhiều và cũng chúc cho cô chú anh và quý Mạnh Hồng Quân được nhiều sức khỏe. Rồi, thân tâm an lạc và vạn sự kiết tường. Anh nằm về là có khi nào chị Phượng có than phiền hay là có tâm sự mỏng anh điều gì không? Không, cũng vợ chồng sống cũng bình thường lắm anh ơi. Cũng động viên thôi hả? Dạ, động viên. Yeah. Trên cái tinh thần đó. Dạ. Dạ, vậy là quý có quá. Khuyên ảnh đồ con khuyên này kia đó em á, em cũng khuyên ảnh rồi đừng có buồn đừng có ấy đâu vậy cho ảnh có cái tinh thần anh thoải mái cho ảnh đừng có suy nghĩ này kia đi anh. Dạ. Em đi mần với về cũng thấy gì chứ cũng ăn ủi dữ lắm á, thấy gì chứ ăn ủi em ăn ủi với em ăn ủi lại nữa đó. Sao mà khi mà anh như vậy đó không có tiền rồi không có bất kỳ gì hết rồi bên cạnh đó cái việc mà vợ chồng cũng không có giống như cũng không lòng ăn gì được nhưng mà tại sao chị lại yêu thương ảnh đến mức độ như vậy chứ? Em thấy hoàn cảnh nằm vậy đó rồi em cũng thương em cũng gán vô làm kiếm tiền. Yeah. Là em giúp cho đỡ phần nào vậy đó để thấy gì thấy tội quá. Yêu cao thượng không ơi. Yeah. Chứ nếu mà em nghĩ tiền bạc thì em đâu còn ở chung đâu, em đâu có ở chung đâu. Bởi vì chị nghèo khổ không có đất có giường vậy trơn mà em gán cố lên làm chuyện cô tích Cà Mau. Bởi vì trong cái thực tế hiện tại vậy nó mới biết được là trong cuộc sống này còn có nhiều cái tình yêu nó vượt qua mọi cái khoảng cách hết. Dạ. Thì bởi vì người ta sẽ có thể là đặt cái tình
tình yêu vô cái những cái tình cảm vô cái nói chung là khó nói quá chị. Đúng rồi. Hả? Nói chung là ai cũng thương cũng mến hết, ở dưới ở quê cũng vậy, ai cũng từ mấy người làm việc làm đồ mấy người đó cũng mến thương dữ lắm. Lục đục rồi nhầm khi cho gạo cho thóc đi bán với cái người này cho kia đem về, thấy thương lắm, mấy người đó cũng thương lắm. Đúng quá, dáng mập mập lên chút nữa ôm mới được. Rồi thôi thì chị định dụng cái số tiền này như thế nào? Ăn uống rồi chị. Đây dạ, để dành để ăn uống mua này kia rồi cho ảnh tẩm bổ rồi vô cho ảnh cho mau có lợi sức á. Dạ. Dạ. Thôi chắc mình khép chương trình thôi chị. Đây. Ủa, còn do nó đây là của vợ chồng của xứng thật bữa hổm đi xuống năm đó nhớ không? Dạ, em nhớ em nhắc hoài luôn. Đúng ra là hôm nay hai vợ chồng nghe chị với Phong đi, cô với lại Phong đi là cũng đầu đi. Dạ. Nói chị cho em đi với. Dạ. Hai vợ chồng em đi với. Dạ. Mà tự nhiên đột xuất cái bé thật á nó không khỏe quá trời, hồi hôm giờ nằm luôn. Không có đi, rồi cái chị mới nói thôi à. Ừ nhưng mà vẫn đầu đi. Rồi chị mới nói là thôi bây giờ em ở nhà, em chở vợ đi bệnh viện đi. Dạ. Rồi khám coi sao là khỏe là muốn đi xuống thăm sao. Vậy mà không quên gửi quà luôn á. Tôi ừ, bởi vậy vậy mà đầu đi bệnh thấy mồ luôn. Đầu đi chị đâu cho, chị nói thôi đi về cái liệm luôn à. Để đi khám đi khỏe rồi đi. Dạ. Nè hai vợ chồng em đó cũng có gửi ít quà cho con nghe không. Dạ. Ừ, ừ. Bây giờ giờ của ít lần nhiều và cả tấm lòng đó. Dạ. Chứ bệnh hoạn mà cũng phải ráng mà năn nỉ chị cho em đi với. Dạ. Chị nói không được là không được, thôi mai mốt đi. Đi đường xa vậy. Rồi đúng rồi. Đó nên con ráng con cố gắng nghe không? Dạ. Ai cũng thương trơn á. Cảm ơn anh với chị đã gửi phần bài cho con. Dạ, rồi rồi không có gì đâu. Giữ gìn sức khỏe nha con. Con cảm ơn hai chồng con, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Bây giờ khỏi cảm ơn hai chồng sống sao mà cứ thương yêu nhau đi. Dạ, cái đó cho tới cuối đời đi. Lò. Vậy là coi như là đáp đền cái tình cảm của bà con gần xa trao tặng cho mình rồi đó. Dạ. Em quên chị đọc số điện thoại lại lần nữa đi để bây giờ anh để anh ghi anh để cái tên cái số điện thoại em lên trên đó em coi đọc. Em đọc đi. Đọc đó là em đọc đi. Ừ em đọc lên em đọc đi cho bà con nghe nhiều khi bà số điện thoại anh đọc đi nặng cho nghe. Dạ số điện thoại 0913 543 112. Bây giờ em nên đọc số điện thoại em đi, đừng đọc thoại của, tại nhiều khi nó không khỏe là điện thoại, nếu mà không bắt được thì mình coi như mình thiệt thòi, tại vì nhiều khi bà con muốn gửi quà cho con đó, rồi nhiều khi con không khỏe con đâu nghe điện thoại đâu. Dạ, rồi thì cái con xài số đó đó, con đi bán đi rồi con cũng xài, hai chồng xài con số đó. Thì nó vậy đó. Dạ. Nó dạ. Hồi là cái ấy thì cái máy cả cụ bà cái con xài cái máy cụ bác của ảnh xài cái cảm ứng người ta cho đó. Rồi thôi chị Phượng nè, thì tại vì cái khoảng cách nó cũng xa, nhầm khi là ông bà cô bác Mạnh Thường Quân á muốn yêu thương anh chị á thì có thể là chuyển trực tiếp. Thì ở đây á là ít khi nào mà có chương trình mà Phong hoặc là Tấn hoặc là anh em YouTube mà để cho những nhân vật mà hoàn cảnh á là đọc số điện thoại, nhưng mà thấy anh chị thương á anh chị đọc trực tiếp giúp em ha. Dạ dạ. Dạ. 0913 543 112. Dạ, chị đọc giúp em một lần nữa ha. Dạ, số điện thoại của em là 0913 543 112. Dạ, thì thôi thì Phong Nguyễn cùng với anh Tâm, chị Ngọc với bé Khoa cho chị nói vài câu nữa. Dạ dạ. Với lại hôm nay thì Tâm Ngọc cũng có nghe linh tinh là coi như là có lúc bà con điện thoại tới thì cũng hơi buồn là hai vợ chồng em không có nghe điện thoại được. Thì sẵn đây thì Tâm Ngọc cũng kính thưa bà con cô bác gần xa, thì có nhiều khi bà con ở nước ngoài thì cái giờ giấc nó trái nghịch với nhau, mà em nhàn ý em tiền ở đây á thì nhiều khi bệnh hoạn cô bác thấy thì em cứ đi nằm nhà thương suốt à. Dạ. Rồi nhiều khi cái giờ giấc thì người ta cũng có nghiêm cấm, tại vì mình nằm chung với những cái giường bệnh của người ta. Dạ. Dạ. Rồi người ta cũng nghiêm cấm là nghe điện thoại ban đêm á, thì người ta la, người ta nói người ta già cả rồi không có nhau cho nghe điện thoại vậy nhiều. Thì nếu mà mình á nghe điện thoại thì cái không có thiệt thòi mình, nhưng mà thiệt thòi cho sức khỏe những người khác. Dạ. Thì đúng rồi, mong bà con thì cũng quan hỷ cho vợ chồng của em Tiền với em Phượng.
chứ trời ơi, nghe được bà con điện thoại là mừng thấy màu luôn á. Dạ, con nghe, em nghe được nhầm khi đúng rồi. Con đi hái gạo cái ảnh ở nhà rồi đâu vậy giờ không rồi, bắt rồi, được rồi ví dụ như nữa. Bây giờ thì dạ, Tâm Ngọc cũng á. Mong bà con là quan hỷ cho, tại vì lúc nào cái tình thương rất rất là mong cái tình thương của bà con trao tặng. Con cũng chăm dạ, cái điện đúng rồi. Cho con nhưng, có nhưng mà cái giờ giấc thì nó trái. Có giúp đỡ dạ. Con là rất là mong vậy lắm. Dạ, cái giờ giấc nó trái thì từ xưa tới giờ nếu mà vợ chồng của Tiền với Phượng có gì thì bà con không có hài lòng thì mong bà con quan hỷ cho, là thông cảm cho cái dạ. người bệnh, tại vì dạ. tối ngày đi nằm nhà thương không à. Chứ dạ. ở nhà thì mình thoải mái, ở nhà mình thì mình tự dạ, quyết dạ. định. Còn ở nhà thương phải theo cái nguyên tắc, ừ. theo cái quy định. Chứ bác sĩ xuống la mà điều dưỡng xuống la hoài rồi ảnh hưởng nó tới bà dọc, con già. Dạ đúng rồi. Nó đi nó dòm, nó thấy mình cầm điện thoại chứ, là la cái dạ. điện thoại nghe. Chứ đâu nghe được. Điện thoại của dạ. bà con ở xa điện về là mừng dạ. thấy mồ luôn á. Đâu có từ chối đâu. Chứ nhiều khi Tâm Ngọc không nói thì bà con hiểu lầm, nói ừ trao tiền cho nó, vợ chồng nó mà nó nhận tiền mà nó ý là nói là giống như hơi chảnh chảnh đó dạ, là không dạ. phải vậy đâu trời ơi dạ. mừng thấy mồ luôn, cảm ơn không hết nữa hết. Dạ dạ cảm ơn. Rồi xin bà con dạ. hỷ xả cho nha bà con, quan hỷ cho vợ chồng của Phượng với Tiền. Tâm Ngọc rất là cảm ơn dạ. dạ cảm ơn rất là nhiều à. Chồng giả luôn chị dạ. Rồi xin chào bà con dạ, xin chào bà con, chúc bà con cô bác nhiều dạ. sức khỏe rồi, luôn Tiền. Hạnh phúc ạ à. Chúc bà con cậu hai đưa tay lên. Rồi, thôi chào bà con bé. Dạ. Rồi. Dạ. Xin chào anh.